mọi người. Đây, hôm nay bọn em cho các bạn ấy ra tắm nắng với cả tiện thể giới thiệu cho mọi người một bạn nhé. Bạn này là đàn Rocky nhập Mỹ. Bạn này là bạn bọn em đã bán cho khách rồi. Bán đầu tiên luôn, bạn đẹp nhất đàn. Tai kê điếc. Bảng màu mọi người xem này. Nó rất là hầm hố. Mảng màu nó đẹp luôn nhỉ. Nếu mà bọn em không nói thì mọi người cũng không biết được bạn này nó có một số cái lỗi nhỏ. Tại vì là bạn nhìn này không ai biết là lỗi luôn nhỉ? Bảo anh bán rồi anh còn không biết nữa. Anh mua con này, tại vì đàn này bán suốt đầu tiên, bán con này đầu tiên luôn, đẹp nhất đàn. Anh ấy về nuôi 10 ngày rồi anh mới phát hiện ra, nói thật là bọn em cũng không để ý đâu. Bọn em cũng không biết. Nó chỉ là lỗi khuyết một cái móng bé bé ở bên sau này. Nhìn qua này không. Đây mọi người nhìn nhá, mọi người nhìn này là không hề biết bạn này có lỗi gì luôn. Bạn ấy rất là đẹp luôn, làm được giống và là chuẩn luôn, khung rộng, màu mảng. À, ôi, khỏe thật đấy. Chạy khỏe chứ. Nó khỏe thế. Nói chung là không khỏe thì mọi người không phải biết được, tại vì là nó bình thường cả, nó không ảnh hưởng gì cả. Đây, bạn này là to nhất đàn, tay kê điếc. Mọi người có biết không? Đây là chân của nó là bé, một móng ở đây thôi nhá. Lại đi lại. Linh ơi. Bạn kia phi ra rồi. Đấy, mỗi lần nó chỉ khuyết một cái ngón nhỏ thế. Anh ấy về nuôi 10 ngày, anh mới phát hiện ra, anh ấy bảo bọn em cũng mới biết đấy. Tại vì thực ra là bọn em nuôi đàn nó khá là nhiều ấy. Nếu khi mình không phát hiện ra cái lỗi này nó quá nhỏ, nhưng mà dù gì nó vẫn là lỗi, bọn em sẽ bán giá mềm cho các anh nào mà nuôi chơi. Rất là to này mọi người. Pika đầy đủ và hàng rất là khủng luôn. Mà mọi người nhìn màu rất là đẹp nhé. Đẹp nhỉ? Màu đỏ cháy luôn đấy. Nhìn là nhìn giá của nó rất là hầm hố luôn. Và anh ấy nhìn màu này anh đã thấy ưng rồi mà. Anh kết ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Thế mà sao lại khuyên móng thế mới đẹp. Anh về nuôi 10 ngày mới phát hiện ra đấy. Anh gọi mình cũng bảo không. Nhìn có làm sao đâu, nó không ảnh hưởng một cái gì luôn. Anh ấy bắt đầu tiên anh bắt luôn từ đầu mà. Thế mà giờ còn có hộp, to, đổi cho con khác mà. Đây tay kè đét luôn. Đầu khổ khung rộng rất là to. Màu mã rất là đẹp. Con này đẹp nhỉ. Màu mã đẹp thật đấy. Nó thích theo cái bố của nó vẫn to vẫn đẹp nhỉ. Đấy lên là gì nhỉ? Nói thế là mọi người biết là chế độ bảo hành bên em tốt nào nhá. Bên khác mà bán mà thiếu móng thì đấy nó không làm cho chế độ bảo hành đúng không? Đúng rồi, nó chỉ bảo hành hai bệnh gây chết là bao bộ và care thôi. Chứ nó không bảo hành những cái khác. Cả anh đang xem video đây là đúng không? À, bắt lại luôn. Tại vì cái mảng màu này anh ưng luôn mà anh bảo anh thích luôn mà mỗi tội nó như thế mà anh nuôi. Anh tôi bảo đổi cho con khác mà. Nói chung là không chê vào đâu được. Chưa. Mọi người là 4 triệu nhá. Quá đẹp đúng không? Nửa giá. Hầm hố không gọn cao to. Ai mà có chó cái chẳng lẽ nuôi con này về làm được không tốt à? Mà nhá, nuôi chó cái nó có đực và nó vẫn nhanh hơn nhá. Mà nó to như thế này. Mảng màu không gọn nhỉ, tai kê mẫu mõm kìa. Nhìn con này rất là lanh luôn, anh nuôi anh thích cực luôn ấy. Nó lanh chó mà chân tay nó to. Chất luôn đấy nhỉ. Nếu anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho bên em. Và đặc biệt là bên em còn rất là nhiều những cái đàn khác ấy. Mảng màu rất là đẹp luôn. Với cả là phả hệ rất là nhiều đa dạng gen. Nói chung là bên còn rất là nhiều sự lựa chọn cho anh.